Xin chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với kênh Nail 7D của mình. Thì như các bạn thấy trên tay mình là có những chai nước sơn. Thì ở đây là mình có những chai nước sơn treo, chai màu trắng, chai màu đen, chai màu đỏ, rồi cái chai chai bếch của Biosui treo các bạn. Thì thật ra thì những chai nước sơn này á là các bạn dùng để làm mobile, với lại dùng để làm giả đá mà như là đá, có thể là đá màu đen hoặc là đá màu đỏ, màu xanh, màu vàng, nói chung là rất là nhiều loại khác nhau, mà tùy thuộc vào cái sở thích của khách mà các bạn làm. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là một cái giả đá mà các bạn biết là cái đá mà cái loại đá mà ngày xưa mà nó có màu đỏ màu đen, mà cái loại đá mà như cái đá này nha các bạn, thì có rất nhiều khách họ lại thích cái kiểu màu như vậy đó. Thì cái loại đá này á là cái loại đá mà nó đỏ đỏ đen đen cũ cũ trắng trắng á, mà nó nhìn nó cũ cũ á, nhưng mà khách đôi khi họ lại thích cái kiểu như thế các bạn. Và thường thường thì có rất là nhiều màu, các bạn có thể làm màu xanh, màu vàng hoặc là màu đỏ, màu đen, nói chung là loại nào cũng được, tùy theo sở thích của khách hàng họ tới họ làm. Ở đây thì đầu tiên thì các bạn thấy mình sơn cái nước sơn treo màu trắng mình sơn trước đó, các bạn hãy sơn hết cái màu trắng đi không. Rồi mình đây là nước sơn treo nha các bạn, sơn xong một lần là các bạn phải bỏ qua đèn hơ cho nó khô, rồi mình tiếp tục mình sơn một lớp nữa. Ở đây thì các bạn thấy mình đang sơn cái lớp thứ hai cho cái màu nó đậm lên một chút. Thì đối với cái loại nước sơn này á thì các bạn dùng cái loại nào cũng được, miễn là sơn treo là ok, màu trắng là ok. Thì cái trắng dễ phen là màu trắng bình thường thì cũng được hết. Các bạn cứ sơn lên nha một lớp như thế, rồi hơ máy khô, rồi bắt đầu mình sẽ làm cái màu mà giả đá lên trên đó. Thì khi mà làm giả đá thì các bạn có cái chổi nha, trong khi mà chờ cái treo hơ thì mình bỏ cái này ra các bạn này. Đây là chai nước sơn màu đỏ các bạn ha, mình bỏ một chút xíu ra ở trong cái này, lấy ít thôi, mình không lấy nhiều. Và đây là cái chai màu đen này, các bạn thấy trên cái hình của chai nước sơn treo này người ta vẽ đó, vẽ cái hình mà để làm giả đá đó. Đó thì các bạn mua cái loại này vậy các bạn làm, nó có rất là nhiều màu khác nhau. Đây này, các bạn thấy cái vân đá không ha, vân giả đá của nó này. Đây này, cái vân của nó này đó. Thì cái chai này là chai nước sơn này, nó loãng lắm mọi người, nó loãng lắm, cho nên là khi mà các bạn bỏ lên nhé, nó sẽ lon ra đúng không, nó lon ra. Thay vì các bạn mấy bữa các bạn làm mobile, các bạn lấy mua bằng treo á, là bạn có một cái cọ không? Ở đây mình dùng cái chổi này, đây là cái chổi này, chỗ cuồng này các bạn, chỗ cuồng này cái đầu nó cuồng, nó tệ vậy đó, để mình làm cái kiểu giả đá này đó, là mình phải cần cái chổi như thế. Thì các bạn dùng cái cây cọ mà nhỏ nhỏ các bạn vẽ, như các bạn làm mobile các bạn vẽ cũng được không, nhưng không có gì được khó khác hết trơn á. Nhưng ở đây thì mình muốn làm nhanh, tại cái móng nó to á, mình không muốn ngồi mình vẽ từng xí, mình lấy cái chổi bự này, chỗ cuồng này, để mình vẽ một phát là nguyên một mắm luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ cái lớp treo lên nha. Cái lớp treo này là cái chai này là cái treo của Biosui treo đó các bạn. Tại vì sao mình bỏ cái lớp này, nhưng mà bỏ cái lớp này là mình không có hơ nha mọi người, không có hơ nha, tại vì mình muốn để cho nó ướt. Tại vì khi mình bỏ cái màu lên nha, nó sẽ lon ra, nó chảy, nó lon ra, nó tự lon ra cho nó đẹp, nó thành cái kiểu giả đá đó. Cho nên là các bạn nhớ là cái này là treo này là không có hơ nha, bỏ lên chưa có hơ, chưa hơ đẹp đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái chuỗi cùng này các bạn, mình bỏ, mình chấm chút màu, mình quạt lên đó, các bạn ha, mình quạt dài xuống này, các bạn sẽ thấy là nó bắt đầu nó đỏ lên đó, đỏ lên mình nó có văng ra đó mọi người, nó có văng ra đó. Đây là mình làm treo mà, còn nếu mà làm mobile mà bằng bột thì nó đẹp hơn nữa các bạn. Mobile bột là các bạn biết rồi, bột là làm cái gì nó cũng đẹp hết, bột làm ombre, làm giả đá, làm mobile, làm friend, nói chung là bột là làm đẹp. Đây các bạn ha, mình bỏ chút xíu màu đen này, thay vô này, pha sơn màu đen vô. Tại vì cái kiểu giả đá này á, các bạn biết là những viên gạch men ngày xưa mà cái kiểu mà đá đỏ đen là nhìn nó cũ cũ, nó mờ, mà nó có sơ cái vân hồng hồng đỏ đỏ đen đen đó, nhìn nó cũ 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 đấy các bạn. Nhưng mà khách họ lại thích như thế. Thì mỗi người khách mà, mỗi người khách họ có một cái sở thích riêng. Đây các bạn bỏ lên không, bạn bỏ lên, các bạn kéo xuống này, kéo dài xuống, dài xuống, kéo xéo thôi để cho nó tạo ra cái vân nhẹ nhẹ thôi. Tại vì cái này là nó có cái màu beige, cái beige ở dưới á, khi các bạn bỏ này lên mà cái này là nước sơn nó loãng nữa, bỏ này nó lon ra, nó tự nó lon ra các bạn. Đây mình chấm chút xíu màu đen, mình quẹt vô cho nó cũ á, cho nó ra giống như là viên gạch men màu đen cũ á, cho nó đẹp. Thì tùy thuộc vào cái sở thích của khách, mà khi các bạn vẽ lên một cái rồi họ hỏi khách thử, nếu mà khách họ thích mà cái màu đỏ này nó đậm lên một chút xíu nữa là các bạn cũng y đó, nhưng mà các bạn không có kéo lon ra, các bạn dò nó lại thì cái màu nó sẽ đậm lên. Đó, như mình để màu sẽ đậm này nữa, nhưng mà bây giờ mình đậm đi quá thì mình thấy nó không được,
mình sẽ kéo lon ra, mình bỏ xuống hai đào hai chút đó. Cái này các bạn dùng cái cọ màu, cái cọ nhỏ các bạn làm được, nhưng mà không có thì các bạn dùng cái cọ như mình. Mình là mình làm cái cọ này là mình dùng cái chỗ cùn ha, chỗ cùn không có gì khác hết. Thì mình làm cho nó lẹ đó các bạn, làm cho nó lẹ cho hết cái móng cho nhanh á, để đặng mình nói chung á, trong cái nghề nail của mình á, làm tay là các bạn phải làm nhanh. Tại vì sao các bạn? Tại vì khi mà khách họ vô đông á, mà mình làm á, mình làm chậm quá là mình không có nhiều tiền. Mà mình làm nhanh là gì? Mình làm nhanh, nhanh có nghĩa là không phải là nhanh mà làm ảo đó các bạn, nhanh mà mình làm đúng, mình làm chuẩn. Tại vì móng tay giả, móng bọc đồ á, những cái thao tác này là nó không cần thiết mình phải làm chậm. Khi mà mình hiểu được cái cách làm á, mình làm rất là nhanh, đặng mình bắt con khách khác mà vô mình làm chứ. Đi làm mà các bạn tâm lý đi làm, ai cũng đi làm cũng muốn có cái income cuối ngày nó cao một chút xíu. Còn cả ngày các bạn làm có một con hai con, người ta ra cái bill, cái income cuối ngày người ta 300-400, mình có 100 mấy chục làm chi đó. Cho nên là ai đi làm, không kể ngành nail hay ngành gì cũng vậy các bạn, cũng muốn làm để mà có cái thu nhập cao trong một ngày. Mà đặc biệt là nó muốn bọc thôi, muốn bọc móng tay thôi, các bạn làm nhanh cho mình được. Còn khi mà làm chân á, đừng làm nhanh các bạn. Chân á là một cái yếu tố khác, thì làm chân á là khách họ cần enjoy, họ cần relax hơn đó. Tại vì móng bọc là không cần relax gì hết, móng bọc là mình làm đẹp, làm chuẩn, làm nhanh để cho mình làm tiếp một khách khác. Còn làm chân là các bạn phải từ từ, các bạn phải cách da sạch sẽ, các bạn phải cắt móng cho người ta, rồi các bạn phải là dầm lòng cái massage, là bạn phải có cái kỹ thuật massage để cho người ta cảm thấy thấy nó sảng khoái khi mà đến gặp các bạn. Đó là cái cách mà để mà họ tới họ gặp các bạn lần nữa và đem tiền tới cho các bạn nhiều hơn đó. Cho nên là làm chân hay là làm massage đó là mình đừng có làm nhanh cái vấn đề đó. Vấn đề đó là vấn đề để mình giữ khách đó các bạn. Còn làm nhanh ở đây là mình làm nhanh cái gì? Ở đây mình làm nhanh á, mình làm nhanh những cái móng giả, móng bột, những cái sơn, cái khâu sơn, khâu đỏ. Đó, khâu đó là không cần, không có cái đụng chạm tới là vấn đề là enjoy của khách. Cho nên mình làm nhanh được. Đó, cũng như cái bột này, vẽ cái đá này bạn thấy không? Làm cái giả này làm rất là nhanh. Đó, làm nhanh để mình làm tiếp cùng khách khác. Khi mà các bạn sơn xong hết rồi nghe, các bạn làm cái đá rồi này, là các bạn hơ cái đèn đi cho nó khô, rồi các bạn bỏ cái tốp khóc lên. Tốp các bạn nhìn này, mình rền nó bóng lưỡng này, mà nó cứng các bạn không, cái đá màu bồ vậy đó, cái đá kiểu giả đá mà giả gạch men màu đỏ đỏ đen vậy đó, nhiều khách họ cũng rất là thích đó. Khi mà các bạn muốn đậm thì các bạn để cho nó đậm, còn các bạn muốn cái màu đỏ nó lợt ra thì bạn cứ kéo lon ra thì nó sẽ lợt ra. Mà các bạn muốn văng nhiều thì các bạn cái chổi á, là cái chỗ cùn các bạn cứ đẩy 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 lên, nó có cái gợn theo cái chổi cùn là nó có cái gợn, cho nên nó sẽ tạo thành cái hình văng văng như vậy đó các bạn đó. Rồi thì cứ như vậy là mình đã xong cái bộ móng mà làm giả cái đá ngày xưa đó, cho rất rất là đẹp và dễ làm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và các bạn nhớ đăng ký kênh để mà xem cái những cái clip mới nhất nha, và cho mình một like càng tốt các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.